Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 92 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 174, năm mới vui vẻ. Tết đã tới, Tết năm nay trong nhà rất là náo nhiệt. Tăng Na đem căn nhà của mình ở khu thành thị giật ngữ cho thuê. Tăng Toàn Minh được quỹ ban kế hoạch phân nhà mới. Tới Dung Thành nhậm chức nhiệt tình với chứng khoán của ông vẫn không có suy giảm. Có điều biết tiết chế hơn nhiều. Ném tiền vào trung tâm chứng khoán không nhiều, hiện giờ tính ra có chừng 500 ngàn. Một khi mà lãi vượt quá con số đó là chuyển thành tiền mặt. Theo truyền thống gia đình, cả nhà lại sang nhà cậu cả để mạng Tết. So với năm đầu lên dung thành vắng vẻ quạnh quẻ, năm nay vui hơn nhiều. Cái không khí Tết ở Hạ Hải lại tràn về Tô sáng chẳng có lúc nào rảnh rỗi, khi thì bị mẹ gọi. Tô sáng, con mang bác ra bàn này. Lát sau, giọng chị cả từ bếp truyền ra. Chủ tịch tô, chưa có đồ uống này, đi mua đi. Mua bia thôi, không có nên mua rượu đó, gọi viên viên theo, nó chỉ ngồi chơi chẳng có làm gì cả nè. Còn tàn viên thì học ở Dung Thành, cho nên thường xuyên chạy tới nhà chị cả, quen được một đám bạn của ủy ban kế hoạch năm nay đã 15 tuổi rồi, vẫn trắng tròn đẹp đẽ, rất thân với Trâu Tiểu Trường, 16 tuổi, con trai của chủ nhiệm ủy ban kế hoạch. Nhà của Trâu Tiểu Cường và Tăng Toàn Minh quan hệ khá tốt, thường xuyên sang chơi, tự nhiên như là ở nhà. Đương nhiên, một phần là vì thiện cảm mong lung của thiếu niên với chị gái nhà bên. Cứ tới ngày lễ Tết, chỉ cần là Tăng Na ở nhà là hắn sẽ tới ăn chực. Tăng Toàn Minh không có coi hắn là người ngoài. Có điều hôm nay Doãn Thục Anh thấy Trâu Tiểu Cường là lạ. Cái thằng bé này trước kia sang nhà của mình, cái mồm ngọt sớt chạy tới chạy lui giúp việc nọ việc kia, hôm nay lại câu nệ khách khí. Trâu Tiểu Cường và Tàng Duyên ngồi trên ghế sofa, ăn lông nhãn khô và hạnh nhân, mắt cứ lèn lén nhìn tù sáng, mãi mới hạ thấp giọng hỏi, Tàng Duyên, anh ấy tên là tu Sáng sao? Tàng Duyên mắt nhìn chầm chầm tivi vừa rồi tô sáng bị gọi đi mua đồ cũng mặc kệ lấy cớ bận tiếp khách gần đây hắn rất là bất mãn với tô sáng vì cướp vị trí của mình trong lòng của chị ừ có vấn đề gì sao anh ấy là là tô sáng sao tăng viên kỳ quái hỏi lại anh trai em chả lẽ em không biết đúng là anh ấy là tô sáng mà con trai của cô em là Tăng kha đó hiện giờ nhìn tô sáng chạy ra chạy vào bê bát dọn đũa bị sai như là sai giặc thi thoảng cầm tức trừng mắt với thằng viên thằng viên cứ lờ đi so với lời đồ mà thật khác biệt khá lớn nhưng mà hắn không dám kể với thằng viên nếu không tô sáng biết do hắn kể chuyện xấu của mình bên ngoài dám là sách chai bia đập dở đầu hắn giống đập xe của người ta vậy đám nha nội ở ngoài hung hăng bao nhiêu về nhà ngoan ngoãn bấy nhiêu bởi vì chúng biết bên ngoài mình có thể làm dương làm tướng đều là nhờ trong nhà. Trước bữa cơm, Tăng Toàn Minh gọi Tô Sáng vào thư phòng. Bên trong có cả cha, Tô Sáng cẩn thận đóng cửa lại. Tăng Toàn Minh và Tô Lý Thành đang giao lưu. Tháng 8 năm ngoái, kỷ yếu 178 của cuộc họp chính phủ ghi, yêu cầu Cục Quy hoạch xác định Quy hoạch Đài Phủ Hà trước ngày 24 tháng 12. Sau đó, do Trung tâm Dự trữ Đất đi thực thi công tác, cuộc họp do Đào Sương Bình chủ trì, tham dự còn có viện trưởng viện kiểm sát và tòa án nữa. Chuyện này sang năm sẽ mang ra tòa xét xử, ở cuộc họp thường quỷ, bí thư Dương chỉ ra cụm quy hoạch đưa ra công văn, công tác tiền kỳ triển khai quy hoạch đường phủ Hà là dựa quyền, không có được lấy làm chủ dựa để mà giải tỏa. Tô Lý Thành gật đầu, em nghe nói đó là cái trò đục nước béo cò của Đào Sương Bình thôi, cái gọi là công tác tiền kỳ kia định nghĩa rất rộng rãi Giữ trữ đất đai cũng có thể coi là công tác tiền kỳ cho nên có thể đẩy cho sự hành vi tự tiện chủ trương của trung tâm dự trữ đất đi không mò được tới ông ta đâu lúc này tô sáng ngồi một bên chờ đợi tăng toàn minh nhìn sang vừa lên tiếng đã mắng cái thằng bé này đây là chuyện của người lớn đời thuở nào cậu cần cháu ra mặt vậy đã thế cháu lại còn kéo cả con trai của bí thư dương đi đập xe của người ta chuyện này đồn ra người ta nhìn cậu thế nào người ta cho rằng cậu hẹp hòi báo thù biết không hả đồn đại kiểu gì mà lại thành mình và dương quy quy đi đập xe của người ta rồi từ một chuyện trí kế vô song của mình đã bị biến thành một tên lưu manh mình mà biết tên mất dạy nào quỷ thanh danh của mình thì mình bóp cổ nó tô sáng mới giải thích cậu làm gì có chuyện đó chứ là đào chữ hồng tự đập xe của hắn mà cháu có thể kể tên hàng chục người có mặt khi đó để mà làm chứng sao mà đổ lên đầu cháu được chứ đừng tưởng cậu không biết chính cháu bảo người ta lái xe tới dưới lầu nếu không sao mà nó tự đập xe của mình sao mà cậu biết rõ vậy như là tận mắt nhìn thấy vậy trời tăng toàn minh hư một tiếng nếu cậu muốn truy cứu cái chuyện của đào chữ hồng thì đã gọi điện cho triệu lập quân một tiếng rồi có kẻ không dám khai sao những cái chuyện này rất là phức tạp cháu không rõ đừng có dính vào không có đơn giản như cháu nghĩ đâu tô sáng vỗ đầu tại sao mà lại quên mất triệu lập quân rồi có điều y đạp xe còn do một nguyên cớ khác cho nên cũng không có giải thích ngồi nghe cậu mắng mỏ cả gần nửa tiếng thấy cậu cả ngu giận rồi tô sáng mới về giặt hỏi đào xương bình giả hoạt như thế vậy cái vị chủ nhiệm chương kia thành dê thế tội rồi còn nhà đầu tư chắc cũng không phải là tập đoàn của Nam Ninh Nốt chứ. Thù lưới quá sớm, tất nhiên là không có gì hết, nhưng mà ít nhất cũng ngăn được cái đám người kia cắt xéo lợi ích quốc gia. Tô sáng, lòng trầm xuống, thế là bọn chúng phủi sạch sẽ liên quan rồi, đoán chừng cái tin đồn kia do đám đào chữ hồng bóp méo tung ra. Dù sao cái tin đồn lan đi, luôn có nhiều bản, con người ta luôn là chọn lấy cái điều mình muốn tin có lẽ giới không ít người nghe đủ phiên bản lẫn lộn nhau sẽ tự đưa ra kết luận câu chuyện là cháu trai của Tần Toàn Minh ý thế quen biết con của bí thư thành quỷ đập xe đào chữ hồng với người dân mà nói chẳng qua là chó cắn chó cho họ thêm đề tài nữa chửi bới con cái nhà giàu và cái đám hoàng khố nhà nội thôi tù sáng hiểu rõ tâm lý tiểu dân này trước kia lên mạng cứ có đề tài thế này là mình hùa vào chửi bất cần biết Tóm lại con ông cháu cha luôn khốn kiếp, giờ cái chuyện rơi vào đầu của mình mới thấy là khó chịu. Ít nhất, cho dù có bị gọi là chó cắn chó, thì tù sáng cũng muốn làm một con chó khôn hơn, không phải là chó điên cắn càng. Tiếp đó, mở cả gọi mọi người ra ăn cơm. Trước khi mà ăn, tất cả tập trung chụp một bức ảnh gia đình. Tôi đã xem báo cáo công tác của Đại Dung, chẳng có nhẹ nhàng hơn báo cáo chính phủ là bao. Cái gì cũng có, cả công trình quân sự cũng dính dáng vào. Trong bữa cơm, Tăng Toàn Minh nói, gần đây báo tài chính Dung Thành cho rằng đánh giá về phương thức kinh doanh của Đại Dung xưa này luôn là tăng. Bọn họ gần như là xuất kích bốn phường, đầu tư khắp mười mấy thành phố, bắt lên Trầm Dương, Nam Hạ Hải Nam, Đông tới Thượng Hải, Tây thì lấy lạp tác. Ngành nghề cũng có mười mấy cái, mậu dịch, chế tạo, văn hóa, in ấn, bán lẻ, lợi thuế 300 triệu đó. Năm ngoái Tô Lý Thành lên làm tổng giám đốc, vị trí này tuy là hiển hách nhưng phòng ba áp lực lớn. Bao nhiêu người dòm ngó, năm nay thành phố ra chỉ tiêu phải giữ được giá trị tài sản quốc hữu. Trong mắt người ngoài, Đại Dung trải qua biến cố cực lớn. Cái thời gian điều chỉnh giá trị cổ phiếu đã mất 24%. Đó là lần mất giá cổ phiếu kỷ lục của 10 năm qua nói lên lòng tin bên ngoài với Đại Dung đã mất rất nhiều. Không đánh giá cao tân chủ tịch Tôn Gia Dũng và tân tổng giám đốc Tô Lý Thành. Không có bàn tay cứng rắn của Từ Trung, muốn chiếc hàng không mẫu hạm này thuận bườm xu gió, giữ được cái giá trị tài sản, tuy là yêu cầu thấp nhất của quốc tư quỷ, song khó làm được. Năm ngoái, tuy đã gồng mình vượt qua khó khăn, nhưng mà năm nay mới là khảo nghiệm thật sự. Em cũng đã nhìn ra vấn đề này mặc dù nói là đầu tư đa nguyên quá theo lý thuyết không bao giờ để toàn bộ trứng trong một cái giỏ khiến tập đoàn phát triển ổn thỏa hơn nhưng mà lại làm tài nguyên phân tán trói buộc sự phát triển từ căn bản mà nói cơ cấu này không có hợp lý trước kia chủ tịch từ còn thì nhờ uy tín lớn đỡ hơn bây giờ nhiều nơi em phát hiện không có động vào được nữa đâu em thấy cây cối quá um tùm đến mà lúc cắt tỉa cành lá để phát triển vững mạnh hơn ừm tôi cũng nghĩ như thế. Tăng Toàn Minh và Tô Lý Thành cùng cũng chén. Mở cả, trách hai bọn họ cái bữa giao thừa mà còn đem công chuyện vào. Tăng Kha và Tô Lý Thành đành phải ngừng thảo luận. Không khí bữa cơm vui vẻ nhưng mà những điều nghe được lại in sâu vào đầu của Tô Sáng. Tối hôm đó ngủ tại nhà cậu cả, Tô Sáng một mình đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Ở đằng xa có một quả pháo hoa bắn lên nửa tầng không sau đó mới bùng nổ, ánh lửa sáng lạng nhất. Tô Sáng còn nhớ năm thứ nhất học đại học, chính là cái thời gian này về nhà, cha mẹ đang lo lắng chuyện tổng công ty trọng tổ. Không bao lâu sau, công ty công trình số 4 vì thế đã bị dứt bỏ, như một đứa con không cha không mẹ. Từ đó đi xuống không còn gì giật dậy được nữa. Rất nhiều người đã bị cho thô diệt. Cỏ trong tiểu khu thì khô héo, sân thượng đầy cỏ quang. Đại bộ phận phải đi tìm lối thoát khác, như cha mẹ của Tiết Dương Dịch Lưu Duệ, cha mình bám vào công ty làm chức bảo vệ lương lúc có lúc không. Bây giờ cha vì muốn tăng cường chỉnh hợp tài nguyên, tất nhiên sẽ cắt bỏ cành lá, công ty công trình số 4 hẳn sẽ là một trong những công ty gặp vận mệnh bi thảm. Tiếp theo, cuộc đời rất nhiều người sẽ biến đổi hoàn toàn. Gia đình của mình từng là một trong số đó bằng cách này hay là cách khác, lịch sử lại kéo mọi thứ về đúng quỷ tích của nó. Lần trước cha là nạn nhân, lần này sẽ là tội đồ ở trong mắt của vô số người. Cha làm thế là đúng hay là sai? Mọi thứ đâu có phải phân rõ đúng sai như vậy chứ. Thành phố trong bóng đêm đã bị liên tục tiếng pháo hoa nổ đi đùng làm cho rực sáng. Di động sáng lên, liền có tin nhắn của đường vũ. Tù sáng, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ trả lời tin nhắn bỗng nhiên tô sáng muốn rơi nước mắt quyển năm chương 175 đầu năm leo núi sáng mùng 1 đầu năm cả nhà đi lên núi cha mẹ của tô sáng không quá sùng bái thành phật thường không có lên chùa vào ngày mùng 1 vì quá đông đúc nhưng mà mở cả rất thành tâm cho nên tô sáng bị đẩy lại ở nhà cậu cả làm ma thế mạng tô sáng đang ở lưng chừng núi, ở phía dưới là một đám đông nghìn nghịch, kéo dài cho tới tận đỉnh luôn. Cả một ngọn núi lớn bị người ta chen lấn tới chỗ để chân cũng sắp không có được rồi. Nhìn đâu cũng chỉ thấy người là người. Tăng Triệu Đinh quay đầu lại gọi Tô Sáng và Tăng Duyên đi theo nhóm tránh bị thất lạc. Hôm nay leo núi không chỉ có một mình đại gia đình họ Tăng mà còn có rất nhiều chiến hữu của Tăng Toàn Minh. Hiện giờ cô gái đi bên cạnh chị cả tằng na chính là con người chiến hữu đó học năm 2 đại học dân tộc trung ương là một cô gái rất dịu dàng ít nói tằng na thời cao trung cũng lù rù như là xe lu bây giờ thì mồm mép tía lìa thi thoảng còn quay đầu về phía tô sáng rõ ràng cái chủ đề của liên quan tới mình tô sáng ghét nhất là chị cả cứ gắn ghép mình với nữ sinh kia khiến cho người ta đỏ mặt tía tai nhân cơ hội của điện thoại Tục lại đằng sau. Nửa chừng nhận được điện thoại của đám Dương Quy Quy. Tô Sáng kiểm cớ tách ra nghe điện thoại. Nghe thấy ba cái miệng tranh nhau nói. Bên này ồn ào. Mãi mới nghe ra được là tới mùng 3. Ba người Dương Quy Quy cùng Dương Bạc rời Dung Thành trở về nhà ở Bắc Kinh. Khả năng mùng 10 sẽ quay lại. Khả năng là không. Đợi khai trương rồi đi học luôn. Lâm Lạc Nhiên cuối cùng gửi cho Tô Sáng một cái tin nhắn nếu tôi không có quay trở về dung thành nữa thì chúng ta sẽ gặp lại ở thượng hải nha nếu nhớ tôi cứ gọi điện đừng có để đường vũ biết là được nha đầu này càng ngày càng không có biết giới hạn rồi nhưng mà chính vì thái độ tự nhiên của lâm lạc nhiên quan hệ của hai người nhanh chóng quay trở lại như xưa mọi người phía trước hình như gặp được người quen tăng toàn minh và tô lý thành tươi cười tới bắt chuyện xem dáng vẻ đối phương là trên quan trường mùng 1 lên núi thắp hương là truyền thống, mà núi quanh đây chỉ có một vài cái thôi, đường núi thì chật hẹp, người thì đông, gặp người quen, chẳng có gì. Nghe chào hỏi, tô sáng mới biết là cục trưởng dương của cục văn hóa, rất nhiệt tình, cứ dứt khoát kéo cả nhà của bọn họ tới Tố Khanh Hậu Diện rất có tiếng ở ngọn núi này để mà nghỉ ngơi. Trường Đạo Nhân pha trà giỏi lắm, Mọi người leo núi cũng đã mệt rồi, vừa dặn có thể nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta đi xem những kiệt tác của bậc thầy hàng đầu đạo môn đi. Tết nhất, cả nhà đã mời nhiệt tình như thế, làm sao mà từ chối được chứ? Giả lại leo núi cũng đã mệt rồi, có chỗ nghỉ ngơi cũng tốt. Tới tố thành hậu diện, kiến trúc làm bằng gỗ, hàng rào tre lỗm chởm, sân đất, giếng nước tròn kè đá, chỉ thiếu vài con gà chạy lanh quanh nữa là có thể tạo thành cảnh một ngôi nhà thời cổ rồi. Đi qua cửa mới biết là ấn tượng bên ngoài là sai lầm. Trần nhà cao, cột gỗ lớn, cái sàn gỗ bóng loáng, không có sơn son thiếp bạc cầu kỳ, nhưng mà nhìn chất gỗ là ai dám coi thường giá trị của nó. Trương Đạo Nhân, tên thật là Trương Tố Khanh, nghe nói đã trên 40 rồi, nhưng mà nhìn bề ngoài chỉ trên 30 thôi. Dài phần tiên phong đạo cốt mọi người cung kính cúi chào. Tô Sáng nghĩ cái ông này mà đi lừa đảo thì tiền tình xong thu rồi. Lúc này cũng có một nhóm người đang đi về phía bọn họ. Tưởng giới thạch thời còn trẻ ở Thanh Sơn gặp một vị đạo sĩ. Đạo sĩ ấy nói với ông ta một câu Thành bất ly xuyên tứ xuyên bại bất ly loan Đài Loan. Dạng vật trên đời đều của trời định. Có lẽ tưởng giới thạch không bao giờ ngờ được một thuật sĩ giang hồ dùng tám chữ đã tóm gọn cuộc đời của ông ta. Đương nhiên, đây chỉ là một chuyện vui dân gian trong truyền thuyết thôi, cũng chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Ở phía trước là Tố Khanh Trà Nhiên, trong ấy có tác phẩm của họa gia Đạo Môn Trương Đạo Nhân, thị trưởng đạo mời đi bên này. Thư ký Lưu Bình đi trước dẫn đường, Đào Sương Bình và cháu Đào Chữ Hồng nhàn nhã lên núi. Đào Sương Bình tuổi chạc 40, đang lúc sự nghiệp thuận bườm xuôi gió, nếu như không có gì bất ngờ, kết thúc nhiệm kỳ này rất có khả năng trở thành thị trưởng dung thành. Sự kiện ủy ban kế hoạch cho dù có dương bạc đích thân đứng ra yêu cầu xử lý, thì cũng chẳng có đụng chạm được tới ông ta. Cùng lắm về dư luận hơi mất mát một chút thôi. Dư luận trên quan trường không phải luận tốt xấu đúng sai mà là quy và thế. Dương bạc lật lại quyết định chính phủ làm cho ông ta mất quy. Mục tiêu chiến lược của tập đoàn Nam Ninh gặp trở ngại khiến cho ông ta mất thế. Đào xương bình, lòng bực bội nhưng mà vẫn âm trầm tích trữ lực lượng. Chuyện trọng tổ xuyên hàng lần này có nắm chắc không? Đào xương bình chỉ mắng đào chữ hồng của vài câu di chuyện đập xe kia. Xưa nay, ông ta biết tính cách ngàn bướng của đứa cháu này nhưng có bản lĩnh. Khai phát đất là chuyện lâu dài lần này không thành cũng chẳng sao. Nhưng mà trọng tổ xuyên hàng là chuyện gấp, thành công là chứng tích, có thể nhìn thấy ngay được. Nếu mà tập đoàn Nam Ninh tham gia vào, có lợi cho việc lôi kéo đầu tư, khai thông chuyến bay là chứng tích 10 mươi, đem lại cả con số kinh tế đẹp đẽ đảm bảo chắc chắn ghế thị trưởng của ông ta sau này. Cha cháu vào cao tầng xuyên hàng đã tiếp xúc Phó Tổng Giám Đốc Lý biểu thị hoan nghênh phương án hợp tác của tập đoàn Nam Ninh. Chúng ta có thể đưa ra giá cao hơn, song muốn nắm chắc á, vẫn không có thể thiếu tiếng nói chú ba đó. Đào Chữ Hồng rất biết nịnh nọt. Được rồi, chú sẽ nói một tiếng với bên đó. Đào Sương Bình rất hài lòng, ông ta cũng biết Dương Bạc đang dùng thế lực của mình để mà tham dự, cho nên trọng tổ xuyên hàng còn ý nghĩa nữa là xả hận sự kiện quỹ ban kế hoạch đi tới gần Tô Khanh Trà Nhiên thì đoàn người bị bọn họ chặn lại. Xin lỗi, hôm nay trương đạo trưởng có khách. Lưu Bình hỏi là khách gì? Đạo đồng cũng không có rõ. Lúc này có một đạo sĩ 30 nhìn ra được lai lịch của mấy vị khách này không nhỏ. Đuổi đạo đồng đi, thanh thật trả lời. Có cục trưởng trương của cục văn hóa và chủ nhiệm tầng của quỹ ban kế hoạch. Nếu mà các vị không ngại để tôi vào báo một tiếng mặt của đào chữ hồng tức thì đã biến thành khó coi đúng là quan gia hẹp lộ mặc dù tối hôm đó cùng với đám đồng bọn tung cái tin đồn các kiểu về sự kiện đập xe cố tình quấy lộn mọi chuyện lên giảm bớt cái phần nào ảnh hưởng nhưng mà lừa được người chứ không lừa được mình tới bây giờ hắn vẫn không có nuốt trôi cục tức đó nhưng mà chuyện bị truyền vào trong nhà cha của hắn gọi điện mắng cho một trận đào chữ hồng không có thể trực tiếp tính sổ với tô sáng đào xương bình xua tay thôi thôi không có uống trà nữa cũng được nói xong xoay người đi sang cái hướng khác cả dòng người đi theo đào xương bình cũng tới sao sau khi mà nhà tô sáng xuống núi gặp một vị phó thư ký trưởng thành quỷ thì mới biết chuyện này vốn ông ấy muốn vào trà viên xong lại không có vào rất nhiều người nhìn thấy thị trưởng đào đứng ở trước cổng tố khanh trà viên sau đó đã rời đi đi cùng còn có cháu ông ấy là Đào Chữ Hồng, thư ký văn phòng chính phủ, tổng giám đốc Dương của mẫu dịch Đại Giang. Sắc mặt của Tần Thuận Minh rất khó coi, chuyện này đồn đại ra không biết thành cái gì. Nghe mà xem, chủ nhiệm Tần thật là ghê gớm, cả phó thị trưởng cũng phải tránh đường, cấp dưới bắt nạt cấp trên, kết hợp với cả chuyện tô sáng đập xe của Đào Chữ Hồng trước đó, gây nên ảnh hưởng rất không tốt. Qua điều tra của Triệu Lập Quân Tằng Toàn Minh biết được chính xác chuyện xảy ra hôm đó. Những tin đồn bồi xấu tô sáng kia không đoán cũng biết là cái thằng cháu mất dạy của Đào Sương Bình đã tung ra rồi. Hai chú cháu nhà này đúng là nham hiểm như nhau. Quyển 5, chương 176, nổi tiếng rồi. Triệu Tiểu Lộ là người hạ hải hàng sớm với thằng Na ở khu tập thể cục kiến thiết. Về sau khu tập thể cũ để giải tỏa cục kiến thiết góp vốn xây nhà. Nhà của Tàng Na chuyển tới khu mới, còn nhà của Triệu Tiểu Lộ tới Dung Thành, nhưng mà vẫn giữ liên hệ. Còn nói nếu một trong hai người kết hôn, dù xa xôi dặn dặm, cũng phải tới tham gia. Bây giờ cả hai cùng ở Dung Thành, tất nhiên là tìm đến nhau. Tình bạn tuổi ấu thơ bao giờ cũng gắn khích nhất. Cha của Triệu Tiểu Lộ là một cán bộ cấp xử trong cơ quan tỉnh, không phải là quan nhỏ nhưng ở cơ quan tỉnh hiển nhiên không có là gì cả triệu tiểu lộ có một người bạn thân nghe nói bạn của người bạn thân đó từng đã bị đào chữ hồng dứt bỏ thường xuyên chửi bới hắn có điều cô chỉ nghe vậy thôi vì người bạn của bạn kia ở biệt thự với cô mà nói có khoảng cách cô không có hòa nhập được vào cái vòng tròn của bọn họ trong mắt bọn họ nam nhân dứt bỏ nữ nhân là tội đại ác còn nữ nhân mà chơi đùa tình cảm nam nhân thì gọi là đầu tư tình cảm hôm nay leo núi triệu tiểu lộ nghe được rất nhiều tin tức dù sao mấy cái từ tập đoàn nam ninh đào chữ hồng hay là phó thị trưởng với cô mà nói quá xa xôi cô hứng thú nhất là tô sáng người gần đây được đồn là đập tanh bành chiếc xe giá trị hàng triệu đồng của đào chữ hồng nếu cái nhóm bạn kia của cô ở đây có khi tô sáng được coi là anh hùng rồi nhưng nhìn tô sáng Triệu Tiểu Lộ chẳng thấy giống nhân vật hoàng khố mà cô đã nghe nói. Như nam sinh bình thường thôi, trong đơn vị thậm chí còn có một chút ngượng ngùng nhát gái. Trên đường đi, Triệu Tiểu Lộ nghe tặng Na kể không ít chuyện xấu về tô sáng. Thi thoảng nổi hứng còn làm một câu đại loại như là tô sáng. Chị thấy em không có phong độ nam nhi gì cả. Con gái nhà người ta tụt lại mà không biết đưa tay ra kéo một cái. Thường làm cho cô đỏ mặt, tu sáng cũng không có phản bác khi mà xuống núi có điện thoại gọi tới năm ngoái triệu tiểu lộ và tàng kha cùng đi học lái xe cùng học còn có một nam một nữ tuổi chạc bọn họ thời gian học lái giúp đỡ nhau nhiều rất hợp ý thành bạn bè vẫn giữ liên hệ với nhau hai người kia nói xe của bọn họ ở dưới núi đợi triệu tiểu lộ tới đi chơi ở con đường nhỏ nối đường dành đai ba tới thành sơn có hai chiếc xe một là chiếc Mazda 323, cái còn lại là chiếc Jetta, hai nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Trong đó có đôi tình lữ, nam là Trần Khắc Phạm học ở Học viện Hàng không Dân dụng, đã ký hợp đồng với Xuyên Hàng. Nửa năm sau lấy được cái bằng tốt nghiệp là có thể trực tiếp đi làm. Trong nhà có người là cán bộ cao cấp của công ty hàng không. Tằng Na nghe nói hắn có một chút tơ tưởng chả trách phi công dù sao là một nhân tài hiếm hoi được làm phi công thì không chỉ yêu cầu kiến thức mà phải còn có sức khỏe công việc ổn định đãi ngộ còn cao nữa thật sự làm đảm bảo nhiều mặt cô gái tên là kiều kiều mặc chiếc váy hồng liền thân tất lụa đen cái loại hình hòa trộn giữa thanh thuần và quyến rũ rất dễ khiến cho nam nhân sinh tà niệm sinh viên đại học dung thành gia cảnh dư giả hai người bọn họ được coi là trai tài gái sắc nam tử khác tên là nhạc mẫn trông cao lớn đẹp trai cũng học ở học viện hàng không nhìn hai anh chàng này tu sáng mới hiểu tại sao chị mình nghe nói họ tới lại có một chút kích động khác thường quả nhiên hiệu ứng của anh chàng đẹp trai tô sáng không khỏi nhớ tới cái anh chàng đặng tùng kỳ gầy gò đeo kính cận vẫn là miệt mài đang theo đuổi tằng na xem ra cơ hội càng ngày mong manh rồi. Ba người nhìn thấy Tằng Na và Triệu Tiểu Lộ thì vẫy tay chào, là một chàng trai duy nhất đi cùng hai cô gái. Tất nhiên, Tô Sáng được Kiều Kiều nhìn một lượt. Trần Khắc Phàm hay ghen, nhìn thấy bạn gái nhìn Tô Sáng như thế, khó chịu rồi. Tằng Na mới chủ động giới thiệu, đây là em trai của tôi. Trần Khắc Phàm không hỏi sâu hơn, hào hứng nói, mọi người tiếp theo không có kế hoạch gì chứ hôm nay đi tới tối luôn đi. Còn chưa có thảo luận vào chi tiết, trăng Khắc Phạm có điện thoại. Không có đi qua bên nghe, đứng nói chuyện quan quan. Ừ, chúng tôi ở phía Thanh Sơn á, sắp về rồi. À đúng, tôi mời khách mà. Còn chê ít sao, mẹ tôi vừa cho một cái thẻ 100 ngàn, thế đã đủ chưa? Cúp điện thoại, chẳng ai hỏi cũng nói. Một chiến hữu là con trai của cục trưởng cục quốc an Nghe nói hôm nay có hoạt động, hắn cũng đang chán cái chuyện tiếp khách cho nên tới rồi như vô tình liếc qua tù Sáng, dù sao cũng nhiều người rồi. Cái quái gì vậy, Tô Sáng người thấy cái mùi chua chua, Ninh Kiều Kiều ngồi dựa vào cửa sổ xe cười rất tươi với Tô Sáng, hình như chẳng có hề ngại làm Trần Khắc Phàm ghen tuông thêm. Triệu Tiểu Lộ nhìn ra Trần Khắc Phàm không ưa Tô Sáng, do dự không biết nên nhắc nhở không nghe tằng na kể cũng biết tô sáng không có dễ trêu vào nhạc mẫn thì chỉ chú ý chơi game trên chiếc samsung đời mới không quấn thú với màn ghen tu này kiêu ngạo thanh cao tằng na nhìn trần khắc phàm và tô sáng mặt mang một nụ cười nham hiểm nói sao có tiền tiêu giặt rồi cho nên định mời khách sao trần khắc phàm ra vẻ kiêm tốn không phải tiền tiêu giặt mỗi tuần chỉ có bốn ngàn thôi thẻ tín dụng đề phòng chỉ khi cần tiêu gấp thôi. Tiêu bao nhiêu á, sau này phải lấy tiền tiêu giặt bù lại bấy nhiêu đó. Đây là một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu. Tô Sáng còn nhớ nói chuyện với Tiêu Hút, cha mẹ của hắn một tháng kiếm được 1.200 đồng. Mỗi tháng cho hắn 400 đồng tiền sinh hoạt. Ở quê vậy là nhiều rồi, nhưng ở cái đất Thượng Hải chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Tiêu Hút vẫn phải nhịn ăn nhịn mặt, cực kỳ tiết kiệm mới đủ. Lúc mới vào trong trường, Tô Sáng chỉ được cho có 600 đồng. Sau khi biết y của bạn gái, Tô Lý Thành mới nâng lên 1.200. Trần Khắc Phàm một tháng có 12.000, tiền tiêu giặt thì gấp 10 lần Tô Sáng, gấp 30 lần tiêu hút. Chẳng có thể trách hắn thích khoe khoang. Kiều Kiều có vẻ chú ý đặc thù của Tô Sáng, mở cửa sau xe nói gì? Cậu ngồi dưới xe của chúng tôi đi. Trần Khắc Phàm không thể không chính diện nhìn Tô Sáng. Mặc dù là khó chịu, nhưng mà dù sao cũng là em trai của Tần Na, không có tiện tỏ ra quá rõ ràng, đưa tay ra, bắt tài Tù Sáng, tự giới thiệu Trần Khắc Phàm. Tô Sáng, Tô Sáng bắt tài của hắn. Tô Sáng sao? Trần Khắc Phàm nghiêng ngẫm cái tên này, tài quên bỏ cả ra nữa, ngạc nhiên nhìn đi. Tù Sáng, cái tên này gần như chỉ cần ở trong nhà có một chút bối cảnh, đều không xa lạ gì hắn hắn không nghĩ mình nhầm người sao? Vì tô sáng đi với người chị họ tầng na còn chưa có đủ nói lên thân phận của chàng trai này sao? Tô sáng nhìn phản ứng của Trần Khắc Phàm hiểu là hắn nhận ra mình là ai rồi. Rút tay ra nói với tầng na Chị em không có đi nữa đâu. Chị đi đi về sớm nha. Đừng có chơi quá khuya đó. Y chính là tô sáng. Trần Khắc Phàm nuốt nước bọt. Chuyện ở đường Quốc Cẩm đang lan đi như là bệnh ôn dịch trong giới con cái cán bộ cơ quan cũng như là thương giới tin đồn rất nhiều kiểu có người nói đào chữ hồng đã bị chơi xỏ giác đá đập chân mình có người nói tô sáng cầm cả két bia đập phá xe của đào chữ hồng đào chữ hồng đứng bên cạnh chỉ biết nhìn vì sao vì cái tên tô sáng này không vừa sao bên cạnh nó là con trai của bí thư thành quỷ có bạn bè lai lịch lớn ở bắc kinh lại có bộ ba trương hiền chống lưng trước kia từng công khai làm mất mặt nhà họ khổng ngay cứ bữa tiệc trong khách sạn nhà của người ta nói chung dù phiên bản nào thì xe của đào chữ hồng cũng đã bị đập mà đào chữ hồng là ai cháu phó thị trưởng con chủ tịch tập đoàn nam thiên tự mình điều hành công ty nghiệp vụ xếp thứ ba trong tập đoàn nam ninh thời gian qua liên tục được nhắc tới ở dung thành vậy mà phải nhịn tù sáng như nhịn cơm sống trần khắc phàm nhanh chóng áp chấn động trong lòng xuống cười vui vẻ không sao nếu mà lần sau có cơ hội mọi người cùng chơi vậy biết nhau rồi nha câu này không có tỏ ra nịnh bợ lại bù đắp thiếu sót khi nãy ừ nhất định tô sáng gật đầu đám người này thái độ cực kỳ không tốt nhưng mà ứng xử khéo léo là số một tô sáng thấy nhiều rồi cho nên cho dù chẳng hề dự định gặp lại vẫn vui vẻ mặt Quy cũng thuần thục lắm rồi. Quyển 5, chương 177, có qua có lại. Sự kiện của Đào Chữ Hồng để lại dư âm rất dài. Hôm leo núi gặp được cái đám trần khắc phàm, hôm sau thông qua tầng na gọi điện thoại y hẹn đi chơi. Nói là rất nhiều người muốn gặp. tu sáng từ chối, trần khắc phàm kiên trì một lúc không được đành từ bỏ. Trần Khắc phàm cướp điện thoại bị xung quanh cười nhạo, một số hoài nghi hắn không hề quen biết tô sáng một số tin chẳng qua là tô sáng làm cao thôi thế cũng tốt có nhân vật chói mắt như thế tới chẳng phải là mình bị lu mờ sao ai cam tâm làm nền cho người khác chứ tô sáng chẳng quan tâm người khác nói gì về mình dẫn việc ta ta làm tiếp tục cuộc sống của mình thôi chuyện đào xương bình và đào chữ hồng suýt chạm mặt bọn họ ở thanh sơn Tù sáng chẳng có sốt mà còn cho rằng Đào xương Bình né tránh gì. Có điều ông ta có thể nhận nhịn như thế, xem ra là một nhân vật không tầm thường. Đào Chữ Hồng còn non lắm. Đối phương nhường nhịn không có làm cho tù sáng thấy vui, ngược lại còn thấp thỏm, không biết đằng sau sự trầm tĩnh đó là cái gì. Mặc dù không có tới mức tranh đấu tới người sống ta chết, nhưng mà với năng lượng cực lớn của Đào Gia, chắc chắn sẽ có phiền phức bây giờ mâu thuẫn công khai quá đám người như là trần khắc phàm chỉ biết tới tên tu sáng nhưng mà người địa vị cao hơn đều biết y là con của tô lý thành người thuộc đào hệ khó tránh khỏi ác cảm với cha Quỳ. không có cần phải làm gì lớn thi thoảng gây khó một chút ở việc thường nhật là đủ phiền hà rồi mà đại dung lại sắp bước vào giai đoạn cải cách sống còn có điều tu sáng không quá lo dù sao còn có pho tượng lớn dương bạc chẳng ở đó. Theo cùng thời đại phát triển, Tết Xuân bây giờ không còn như không khí hồi xưa nữa, đặc biệt là sau năm 1995, khi mà 200 thành phố lớn trên cả nước ban hành mệnh lệnh cấm đốt pháo, cái hồn của Tết gần như đã mất đi một nửa rồi. Bỏ đi cảnh sát pháo phủ đầy đường, thì trước kia, trong ba ngày Tết, đường phố Hà Hải gần như là vắng bóng xe cộ, cửa hàng cửa hiệu treo biển ngừng kinh doanh còn bây giờ chỉ của ngày mùng 1 là dung thành còn có không khí im ắng đó sang ngày mùng 2 đại đa số cửa hàng đã mở cửa kinh doanh bây giờ là tối mùng 3 dòng người khắp nơi tràn ra đường ba ngày qua được cậu cả kéo đi tham gia mấy cái bữa cơm giới thiệu bạn bè của mình cho tu sáng tới hôm nay mới rứt ra được cha mẹ của y tối nay không về đi qua con đường gần nhà thả tù sáng xuống tết nhất người ta thường lười nấu nướng vì thế mà quán ăn giặt lâm thời mọc lên khắp nơi đi tới đâu cũng ngửi thấy cái mùi thức ăn ngào ngạt nhưng mà tô sáng không có hứng thú thịt thà ê hề ngán lắm rồi y đi mua ít rau cải tính về làm một bữa mì thanh đạm về gần tới nhà tô sáng nhận được điện thoại của dương thanh cậu mau xem kế hoạch của hiệu thứ hai dung thành đi nhiều chỗ cần cậu ký tên đó tốt nhất trước ngày mùng 8 giao cho tôi. Đó là trung tâm thương mại thứ hai được trù kiến từ năm ngoái ở đường lãnh sự quán khu Thành Nam. Tổng diện tích đạt tới 8 000 m vuông. Khu vực đường lãnh sự quán có một triệu nhân khẩu thường trú, quần thể tiêu dùng lên đến 300.000, nhân khẩu lưu động 200.000. Trong bản kế hoạch lên tới mấy trăm trang, có phân tích tỉ mỉ về tiềm năng mở trung tâm thương mại thứ hai ở đây hiện Đông hoàng đang dần trở thành bách hóa cao cấp dung hợp trung tâm mua sắm nhà hàng giải trí hòa nhập vào huyết mạch và văn hóa của thành phố trở thành biểu tượng một tấm danh thiếp của thành phố là mục tiêu ngắn hạn dương thành hướng tới dương thành cũng trở thành nữ doanh nghiệp thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình và tạp chí ở dung thành miệng thì lúc nào cũng nói mình là ông chủ còn bản thân chỉ là người làm thuê có người làm thuê nào nói chuyện với ông chủ với cái giọng điệu ra lệnh như thế không? Tô Sáng mới thở dài. Hôm nay mới có mùng ba thôi, chị cũng cuồng công tác quá đi. Dương Thành tới tận chiều 30 Tết mới về được Thượng Hải ăn Tết với mẹ. Tới tối ngày mùng 1 đã trở lại Dung Thành vì các mối quan hệ chính ở Dung Thành. Có những cái bữa tiệc, cô không thể không đích thân tham dự. Chuyện ở Hạ Hải thì giao lại cho Dương Phượng. Vậy thì cái đêm giao thừa ai đã gọi điện giao việc cho tôi? Tô sáng phần bùa. Lúc đó tôi chỉ chợt nảy ra ý tưởng. Nói với chị là phòng quên mất đó. Đâu có bảo chị phải làm ngay đâu. Rồi rồi, được rồi. Chưa có hết việc, cậu nghe này. Chúng ta hợp sức với quỹ thiếu niên nhi đồng Trung Quốc thành lập quỹ cứu trợ nhi đồng Đôn Hoàng. Hoạt động quyên góp sẽ diễn ra vào ngày mùng 6. Nếu mà cậu muốn tham gia tôi có thể an bài bất kỳ lúc nào. Dương Thành không nghe Tô Sáng biện giải cứ nói, trước này tôi luôn thích làm việc tốt, không để lại tên, bữa tiệc chị tham gia là đủ rồi. Tô Sáng bây giờ ngán tiệc tùng lắm rồi. Cậu muốn lười thì cứ nói đi, tôi còn lạ gì cái bản mặt của cậu chứ, cậu chỉ nói một câu, nhưng mà tiếp đó là tôi bận tối tâm mặt mũi này. Không chỉ là cái quỷ này đâu, còn lễ mừng năm mới, hội liên hợp thương nghiệp dung thành với cả chuyện quỹ trợ học dương quang đại học dung thành gần đây tiếp xúc với chúng tôi hy vọng công trình trợ học này trước mùng 10 có phương sách sơ lược truyền thông cũng đã hẹn gặp để mà tiện làm tuyên truyền dù sao chúng ta là xí nghiệp dân doanh đầu tiên lập quỹ trợ học cho công nhân viên cơ tầng xí nghiệp đó công trình trợ học dương quang là kế hoạch hồi đáp của xã hội thứ hai của đôn hoàng trong năm nay Ý tưởng tù sáng nảy ra trong cái đêm giao thừa khi mà nghe cha của mình có ý định cải tổ tập đoàn Đại Dung. Đôn Hoàng góp 4 triệu triển khai công trình trợ học Dương Quang. Trong đó 1 triệu là dành cho con cháu cán bộ công nhân viên cơ tầng. 3 triệu lập khuyến học ở Đại học Dung Thành. Dùng hỗ trợ sinh viên nghèo có thành tích xuất sắc. Tin này được Dương Thành tung ra sáng ngày mùng 1 Tết khiến cho hiện giờ truyền thông gọi là một hoạt động năm nay của Đôn Hoàng là năm từ thiện. Đôn Hoàng liên tiếp thiết lập hai cái quỹ từ thiện, cũng là vì hưởng ứng chỉ tiếp chấp chính bát đại công trình dân tâm của thành phố chính phủ Dung Thành. Đây còn gọi là cò qua lại mới tội lòng nhau. Hành động này của Tô Sáng còn là để tỏ ý với Dương Bạc, xung đột giữa y và đào chữ hồng khiến Dương Bạc không thể không tỏ thái độ rõ ràng với cái vấn đề đất đai dự trữ điều này có lẽ đi trái với ý muốn ban đầu của dương bạc lúc này tô sáng tất nhiên phải ngoan ngoãn một chút nếu không dương bạc gọi một cú điện thoại tới thanh toán mình dương quy quy chắc sẽ bị xử lý thê thảm rồi coi như là rèn luyện cho đời hắn sau này đi về tới nhà tô sáng làm một bát mì rau cải không thịt chỉ có hai quả trứng chặn làm cho y không khỏi nhớ tới cái bữa sáng hôm đó ở nhà của đường vũ tại thượng hải ăn mì do một tuyền nấu cho không biết đến bao giờ mới có cơ hội như vậy nữa chứ mấy ngày tết bận rộn tiệc tùng cứ về nhà là ngà ngà sai lăn ra ngủ giờ mới có thời gian vào mạng chỉnh lý tin nhắn của facebook trong đó có một cái của mắt từ tận ba ngày trước hai tô tôi nhìn cái phương hướng thành công của chúng ta một tương lai rộng lớn tráng lệ từ trước tới giờ cậu đã làm rất nhiều còn tôi vẫn cảm thấy chưa có hoàn thành tốt vị trí CEO của mình. Tôi nghĩ tới lúc mình tham dự vào khiêu chiến rồi, nếu như đi tới cái bước này, ít nhất sẽ có thể chia sẻ áp lực với cậu, mang về tin vui, nếu thất bại cũng không có tổn thất gì. Mong rằng có thể đem lại cho cậu một niềm vui bất ngờ. Chúc cậu Tết Xuân vui vẻ, mắt. Tù sáng tò mò, không biết mắt mang tới cho mình niềm vui bất ngờ gì đây nhưng mà y có cảm giác không lành. Vụ đầu tư của chim quá mà được thực thi, Facebook sẽ còn phát triển mạnh hơn đời sau. Đương nhiên vì chính sách hạn chế ở trong nước, sức ảnh hưởng của Facebook sẽ nhỏ hơn nhiều. Phải điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình trong nước. Nhưng ở bên ngoài, Facebook đã có tới một tỷ người dùng. Điều này đại biểu cái gì? Nó không chỉ là một cái mạng xã hội, còn sẽ là một phương thức sinh hoạt giao tiếp từ ngày của con người là trang web chia sẻ có lượng thông tin lớn nhất lịch sử mạng Internet, thành một cái loại văn hóa của giới trẻ. Sau này, có lẽ người ta chẳng biết hàng xóm cách dách mình là ai, con cái hàng xóm trong mặt mũi như thế nào, nhưng mà không chừng người ta có bạn bè cách nửa dòng trái đất, chia sẻ cả tâm sự khó nói nhất. Quyển năm chương 178, Sự Cố Vì tô sáng xuất hiện mang tới hiệu ứng cánh bướm khiến cho quá nhiều nhân tố trở nên không có xác định. Bản thân sự phát triển của Facebook không thuận bườm xuôi gió. Người ngoài thì chỉ nhìn thấy cái thứ truyền thông thổi phòng mà không biết được để cho nó phát triển lên khó khăn thế nào. Tô Sáng chỉ biết phương hướng chung chung của Facebook nhưng mà tình hình bây giờ phương hướng đó không thể chính xác nữa rồi. Từ năm thứ ba, Y và Đường Vũ rời Dung Thành, bay tới Boston là thế giới đã bắt đầu thay đổi lịch sử của Facebook cũng thay đổi, y và mắt đã đối diện với vô vàng khó khăn. Ai cho rằng quay trở lại quá khứ chỉ cần làm một sự kiện lớn là có thể ngồi rung đùi đợi thu hoạch là suy nghĩ không thiết thực. Sự kiện cha y, trọng tổ của tập đoàn Đại Dung nhắc nhở tù sáng, không có nên coi thường quỷ tích lịch sử. Facebook chính thức thành lập vào năm 2004, không cẩn thận rất có thể khiến cho Facebook chìm xuống tới thời điểm đó mới gượng dậy được. Nhưng mà tới khi đó, mắt đã trải qua, đã kích, liệu có còn đủ tự tin, đủ nhiệt quyết như là ban đầu nữa không? Facebook, liệu có còn gắn với cái tên của mắt nữa không? Vì vậy mà tu sáng, rất nóng ruột. Nếu chỉ là chuyện của mình, đã đành đi, nhưng mà y đã thay đổi lịch sử, nếu để cho nó ảnh hưởng xấu tới mắt, thì y sẽ vô cùng ái nái. Chuyện cần kiếp bây giờ là phải nhanh chóng xác định tình huống gõ bàn phím. Mắt, cá nhân tôi rất cảm động vì cậu đã muốn đem tới cho tôi niềm vui bất ngờ. Nhưng mà chúng ta là đối tác, chúng ta có chung lý tưởng, hãy cho tôi biết rốt cuộc cậu định làm cái gì. Sau khi mà phát đi tin nhắn, tôi sáng chỉ còn biết chờ đợi. Vì mắt không có online, đồng thời cũng bắt đầu xem xét lại. Mình thật sự có được 16 triệu đô đầu tư mà chỉ cần bỏ ra 5% cổ phần thôi sao? Chỉ có y biết tương lai của Facebook, điều đó cho y tự tin mạnh mẽ. Nhưng mà trong mắt người khác, yêu cầu của Tô Sáng rõ ràng không phù hợp với các phân tích kinh tế là hành vi điên rồ, ngông cuồng. Chìm quá nhất định sẽ tức giận. Trong mắt của ông ta, mình là một kẻ ỷ tài cuồng ngạo. Rất có thể vì thế mà chim quá bỏ vụ đầu tư này. Tất cả vẫn là ẩn số. Trời đêm tĩnh mịch, tô sáng dựa lưng vào ghế, thi thoảng đẩy chân xoay tròn người. Mắt vẫn chưa có trả lời tin nhắn, làm cho Tô Sáng rất bất an. Hy vọng nó không có liên quan tới Facebook, nhưng mà lời tự an ủi này bản thân của Tô Sáng cũng thấy quá quan đường. Mắt muốn chia sẻ áp lực với mình, áp lực lớn nhất của bọn họ bây giờ là gì? Tìm nguồn đầu tư cho Facebook không phải là Tô Sáng không tin mắt. Mắt là một thiên tài. Tô Sáng học được rất nhiều điều từ mắt nhưng mà mắt chưa có đủ thành thục, tâm tính thiếu niên rất nặng. Nếu ba bốn năm nữa, tô sáng không cần gì phải lo lắng, nhưng bây giờ không thể không lo. Rất có thể đây là một sự kiện chuyển ngoặt lớn nhất của Facebook từ khi mà sáng lập tới giờ. Ngoài trời đổ mưa xuân li ti, tô sáng đứng ở bên cửa sổ để mặc cho gió thi thoảng mang một giọt nước phất qua mặt, để lại trên mặt của y một mạng ướt ác chẳng biết cứ đứng ngay người trầm tư như thế bao lâu rồi bởi tới khi có tiếng chuông điện thoại làm cho y giật mình có tin nhắn của đường vũ em về nhà rồi mấy ngày tết đường vũ rất là tất bật theo cha mẹ tới nhà thân thích có điều tin nhắn thông lệ mỗi ngày không thể thiếu tô sáng cầm lấy gọi điện cho đường vũ bên kia vừa nhận máy đã nói anh nhớ em bởi vì mới tỉnh lại sau có thời gian dài trầm tư cho nên giọng nói của Tô Sáng không thể tránh khỏi rất xa xúc. Đường Vũ nhận ra ngay tâm tình của Tô Sáng bất thường. Đang khổ não có chuyện gì sao? Có một số thứ anh không có chắc chắn, anh không biết sau này sẽ xảy ra cái chuyện gì nữa. Tô Sáng hơi trầm thấp. Trước đó không phải anh cũng không biết sao? Đường Vũ nhẹ nhàng nói. Nếu như không biết, vì sao mà không lựa chọn một con đường mình cho rằng là đúng nhất? Vì chúng ta không biết sẽ xảy ra cái chuyện gì cho nên mới đi làm. Vì sao mà không làm trước rồi sau đó xem chuyện gì xảy ra. Đúng là người trong cuộc thì mơ hồ. Chỉ có lời của Đường Vũ làm Tô Sáng thông suốt. Có điều Tô Sáng nghe cái giọng thuyết giáo của Đường Vũ Tô Sáng muốn đánh mong nha đầu này thật đau. Ừ, em nói rất đúng. Tô Sáng giọng trầm thấp. Đường Vũ, anh có chuyện này cần phải thương lượng với em. Tô Sáng lần đầu tiên dùng ngữ khí nghiêm túc thế này. Đường Vũ vô hình trung bóp chặt di động. Chẳng lẽ gặp phải khó khăn gì? Hít sau một hơi lấy tinh thần. Em nghe đây, anh nói đi. Lừa được nha đầu này rồi. Tô Sáng cố lắm mới nén được cười nghiêm túc nói. Hôn anh một cái đi. Đường Vũ ở đầu kia nín thở chờ đợi. Vừa nãy tâm trạng của Tô Sáng nặng nề. Bây giờ nói với giọng nghiêm túc như thế làm tim của cô gần như thắt lại. Ai ngờ y lại vô tâm dở cái trò đùa này, làm cho đầu của cô hơi choáng gián. Tuy cô cũng thở phào, nghĩ không có chuyện gì là tốt rồi, nhưng mà không khỏi tức giận, mỉm cười, nói một câu đầy ẩn ý. Nhưng mà anh không có ở bên cạnh em mà. Tức là nếu ở bên cạnh thì sẽ cho hôn sao? Tô sáng thật sự chỉ là một ngày lập tức chạy sang nhà của đường vũ, ôm lấy nha đầu này nhưng mà bây giờ một tuyền giao đường ở nhà cho nên chỉ có thể nghĩ vậy thôi càng nghĩ càng ngứa ngáy nuốt nước bọt không thành vấn đề nếu không em hôn qua điện thoại một cái đi nghe thấy tiếng của em anh thỏa mãn rồi đường vũ hai bọn họ ở đại học thượng hải ngày ngày dính vào nhau ôm ấp âu yếm thiếu mỗi một bước cuối cùng thì hôn qua điện thoại chỉ là cái việc nhỏ với cô gái bình thường không có hề gì nhưng mà đường vũ tính cách nghiêm túc khô khan không quen nhất là phải làm nũng làm ra cái dáng đáng yêu chuyện này với cô mà nói thử thách tâm lý không nhỏ bên kia im lặng một thời gian dài tù sáng nín thở lúc này không có thể bỏ lỡ chút âm thanh nào mãi mới nghe được một tiếng chuột nhỏ như là mũi kêu vậy tù sáng đương nhiên không có hài lòng hậm hực làm ầm lên từ khi ở trường về tới giờ chỉ được nắm tay có một lần thôi ôm cũng không có em phải bồi thường cho anh chứ tối nay ngủ không có được kéo cửa sổ nha nha đầu này có thói quen đá chăn ra khi mà ngủ tưởng tượng cảnh đường vũ nằm trên giường chăn đá một bên quần áo sọc sệt thì cũng đã muốn chảy nước dãi rồi đừng có mơ trong kính diễn vọng đường vũ vừa mới khó khăn lắm mới hôn gió một cái mặt đã đỏ bừng từ cổ lên đầu nghe yêu cầu du sĩ này lươm về phía tô sáng một cái sau đó mới xoay người rời ban công cửa sổ về phòng ngủ kéo rẹt một cái che kính cái rèm đi để cho tô sáng tắt hy vọng còn độc ác thêm một câu sắc lan... em đi tắm rồi ngủ đây đường vũ mỗi ngày đều ngủ sớm thói quen nghỉ ngơi của cô rất nghiêm ngặt sau 10 giờ là tắm trước 11 giờ là ngủ cho nên hoạt động năm mới tù sáng không có ép đường vũ đi cùng với mình yêu cầu không có được thỏa mãn có điều trò chuyện với đường vũ tâm tình vốn nặng nề trở nên nhẹ như máy bay tù sáng không đợi được tin nhắn của mắt nhưng mà lại nhận được điện thoại tới từ mỹ người gọi điện thoại là một giám đốc của chim Quá, họ diệp té ra thời gian qua chim Quá sang mỹ tiếp xúc với mắt hy vọng đột phá từ mắt tham gia đầu tư Kết quả mắc đồng ý phương án của một công ty đầu tư khác. Chuyện này bọn họ cũng vừa mới được biết. Chim quá muốn tù sáng nhanh chóng sang Mỹ một chuyến. Nếu không, cả ông ta và tù sáng có thể gặp phải tổn thất, không thể dự đoán trước. Tù sáng chấn động, không ngờ mới đầu năm không có được sống yên, e rằng y không thể không tạm thời rời dung thành. Quyển năm, chương 179, cuộc gặp gỡ tình cờ Thượng Hải đã vào màn đêm, sân bay phổ đông lúc 10 giờ. Tô Sáng ngồi trên ghế đợi, đối diện là bức tường thủy tinh cực lớn, bên ngoài nhấp nháy cánh đèn báo hiệu đường băng. Một cái mũi máy bay cực lớn đối diện với bức tường kính, tựa hồ một phút sau sẽ đâm xuyên qua đó. Hành khách la hét, hoảng loạn bỏ chạy, tiếng kính dở loãng xoảng, tia lửa bắn tứ tung. Một cô gái xinh đẹp, chân đã bị kẹt dưới bức tường, bên trên là cái thanh thép uống cong phát ra tiếng kẹo kẹt đáng sợ đang dần dần nghiền xuống đe dọa cướp đi tính mạng của cô gái nhiều người gần đó la hét ai ai cứu cô gái ai ai nhưng mà không ai có khả năng mọi người phải lo cho tính mạng của họ đúng vào cái thời khắc chỉ mạnh treo chuông thì ten tèn ten bản nhạc hùng tráng vang lên chàng trai mặc xịp đỏ hai tay chống hồng xuất hiện không nhất thiết lúc nào cũng có cái anh chàng có sở thích đặc thù chính là lộn xịp mặt ngoài quần không anh này không khác thôi luôn luôn là cảnh máu chó ở hollywood song lần nào cũng như lần nào thu hút người xem toàn thế giới mang về một đống tiền mà tô sáng cũng vinh hạnh góp một phần nhỏ bé vào đó tô sáng không phải là anh hùng mặc xịp lộn ra ngoài cho nên y không có ngồi đây đợi cứu mỹ nữ mà chuẩn bị sang San Francisco Mỹ, Dung Thành năm 2002 còn chưa có chuyến bay trực tiếp sang Mỹ, thế nên 7 giờ Tô sáng xuất phát từ sân bay Dung Thành, 7 giờ tới sân bay Thượng Hải, chờ đợi chuyến bay tới Mỹ vào 11 giờ tối. Thượng Hải vào thời gian này rất lạnh, Dung Thành cũng chẳng có khá hơn, không khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống bao phủ cả Trung Quốc. Có điều thời tiết lạnh năm nay ở Thượng Hải chẳng có làm cho người ta cảm giác lạnh thoải mái như ở Dung Thành. Lần trước sang Mỹ là cùng với Đường Vũ, lúc ấy cả hai vừa sợ vừa kích thích vì lừa được một tuyền, ngồi dựa đầu vào nhau đợi máy bay gần 2 tiếng, mơ tưởng cuộc sống tự do bên Mỹ ra sao. Cuối cùng, học tập bận rộn choán hết cả thời gian, làm mọi kế hoạch đã bị phá hỏng, nhưng đó vẫn là một khoảng thời gian thật đẹp thụt đầu vào trong cái áo khoác cao cổ tù sáng thấy cô đơn mấy tiếng trước còn ở dung thành sắp xếp hành lý cha quỳ an bài xe công vụ đưa ra sân bay ngồi trên xe ngoáy đầu lại nhìn tiểu khu nhà của đường vũ chỉ cách một con phố tiếc rằng xe đi ngược hướng cho nên càng ngày càng cách xa ánh đèn của dung thành chẳng mấy chốc bỏ lại sau con đường cao tốc chuyến đi mỹ này chắc không có mất bao nhiêu thời gian Tô Sáng đêm hôm trước nhận được điện thoại của Diệp Thủy Tuyền mới dỗ dàng nhờ quan hệ cha đặt vé máy bay dỗ dỗ dàng dàng chuẩn bị hành lý không có báo cho ai. Đương nhiên Tô Sáng nói với cha mẹ một người bạn học cũ cũng là đối tác ở Mỹ gặp chuyện rắc rối cần y sang đó để mà xử lý. Có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Tô Lý Thành và Tàng Kha thế nào. Từ bao giờ Tô Sáng có cả sản nghiệp ở bên Mỹ thế này? bây giờ có gì một cái là chạy về qua đại dương cách hàng dạng dặm xa xôi. Dũng tù sáng một học kỳ ra ngoài học, đã là lần đầu tiên xa nhà lâu như vậy rồi, bây giờ năm mới chẳng quy ổn trong lòng của thằng Kha như mất đi một mảnh lớn. Tô Lý Thành chỉ hỏi rõ ràng tình huống cụ thể, hỏi liệu không có đi được không. Sau khi mà tu sáng nói nhất định phải đi, thì chỉ dặn dò cẩn thận vì con chạy hộ chiếu làm thủ tục lo vẽ máy bay đương nhiên với thân phận của ông bây giờ chỉ cần nhấc điện thoại gọi giải cứu là xong chuyện tù sáng và bạn ở mỹ lập cái trang web gì đó thì căn bản ông không hiểu đại khái giống như là trang web công ty của ông con trai lớn rồi bản thân không có giúp được nhiều cho nó nữa chỉ có thể ở sau lưng làm hậu thuẫn vững chắc cho nó để cho nó yên tâm gian cánh tay luyện trên trời cao cảm giác bên cạnh cô đồng tỉnh tô sáng quay đầu sang nhìn thấy một chú béo tốt đang cầm cái tờ tạp chí china dali phát hành ngày hôm đó ngước mắt nhìn lên ánh mắt lại có một chút thất thần nhìn theo ánh mắt của ông chú đó thấy ghế ngồi đối diện vừa để trống có một cô gái đang ngồi xuống cô gái mặc cái áo khoác dài màu trắng sữa ở cổ còn có cái nơ rất to điệu đà đi giày bốt cao tới đầu gối chết người là cái váy ở bên trong ngắn hơn cái áo khoác bên ngoài. Cho nên trông cứ như không có mặt gì, phối hợp với cái đùi nõn nà kia, cực kỳ khơi gợi trí tưởng tượng. Vừa rồi khu vực cô gái này đi qua, trong không khí còn dương lại cái hương thơm thanh mát, mang theo ánh mắt của những nam hành khách buồn tẻ đợi máy bay. Cô gái ấy ngồi xuống đối diện với tù sáng, ánh mắt hơi ngơ ngác như con nai nhỏ, gò má bầu bầu láng mịn mang một chút non nớt, phối hợp với chiều cao chỉ trên 1 m sáu, dốc dáng nhỏ nhỏ xinh xắn, vẻ đẹp cái dòng máu lai trông như là một con búp bê khiến cho người ta chỉ muốn ôm vào lòng. Thấy Tô Sáng nhìn mình khẽ nở nụ cười, Tô Sáng gật đầu cười đáp lại. Thầm nghĩ Dương Thành nói không sai, mình đúng là làm nữ giới không hề đề phòng. Được rồi, tuy đây không có hoàn toàn là lời khen, nhưng mà Tô Sáng coi đó là một ưu điểm của mình vậy. Ví dụ như trường hợp này, được một mỹ nữ không hề quen biết, cười với mình như thế, khối cả ghen tị chết thôi, ví dụ ông chú bên cạnh đây. Tiếp đó, ánh mắt cô gái vượt qua đầu của Tô Sáng, nụ cười hơi khựng lại. Còn chưa có đợi Tô Sáng quay đầu xem có chuyện gì, thì bên cạnh có một tên nam tử mặc sơ mi màu vàng, loại giày đi qua nhìn một cái đã có cảm giác không đàng hoàng, chiều cao chừng 1m8 tới trước mặt cô gái. Em gái, quay mặt cho nhìn một cái nào. Giọng nói này không nhỏ, làm cho người xung quanh ngược nhìn. Nếu là ở tàu điện ngầm thì đây là hành vi quấy rối rồi, còn ở một nơi thế này càng khiến cho người ta kinh ngạc. Tô Sáng kêu không phải chứ, lúc nãy tưởng tượng ra cảnh máu chó trong phim Hollywood, ai ngờ lại được chứng kiến thật mỹ nữ bị quấy nhiễu rồi. Lúc này anh xịp đỏ ở đâu? Không phải là anh đang bận thay quần áo trong nhà vệ sinh chứ? Nhìn chung quanh, có vẻ người muốn làm nhân vật chính nhảy ra giáo quấn cái tên lưu manh, cứu mỹ nữ, không phải chỉ có một mình tô sáng. Mỹ nữ là một vật mỹ hảo mà cái thứ mỹ hảo một khi bị quy hiếp ti tiện sẽ gây hiệu ứng khó lường. Không chỉ người trong nước mà cả người thanh niên nước ngoài cũng hiểu tiếng Trung Quốc phẫn nộ nhìn nam tử phóng túng kia. Trách cái tên kia cả thôi, dai gì không đóng lại đóng cái giai phản diện, tệ hại nhất. Nhưng cô gái kia ngẩng đầu lên, môi cười chúm chím làm cho tô sáng ý thức được. Mình phán đoán nhầm rồi. Quả nhiên cô gái khẽ trách. Đừng có nghịch nữa. Nam tử cười ha hả ngồi xuống ghế trống bên cạnh. Tiện tay bỏ hành lý xuống dưới, dắt chân chữ ngủ, động tác tiêu sái nhưng mà hành động này của hắn lại mang cảm giác lưu manh tùy tiện. Mặc dù em cố ý xuất phát sớm nửa tiếng, cố ý là tắt di động, càng cố ý nói không đặt được vé ở khoang hạng nhất để chỗ ngồi của chúng ta không ở gần nhau. Nhưng mà trái tim của anh dành cho em rồi, không có một chút dao động nào. Giọng nói tới lúc đó mới hạ xuống, ôn nhu mà chân thành. Tổng chân, chỉ cần có một chút cơ hội thôi là anh sẽ không có từ bỏ. Tống chân đó nhìn hắn như nhìn một đứa bé to xác bướng bỉnh, không phản bác. Tô sáng gật gù, cái tên này quả nhiên, thẳng thắn rõ ràng. Em ghét anh, muốn dứt bỏ anh, nhưng mà anh sẽ mặc dày sáng tới, muốn tán em không thể thiếu cái mặt này. Rõ ràng, những người đang chuẩn bị đóng cái vai anh hùng không được thỏa mãn, rất hậm hực. Đã đến giờ, mọi người mới nối nhau soát vé lên máy bay. Tô Sáng theo sự chỉ dẫn của cô tiếp viên, giọng rất lệ mái, tới chỗ ngồi của mình. Thật tình cờ, ngồi bên cạnh lại chính là cô gái Tống Trần khi nãy. Tống Trần nhận ra y mới cười khẽ, người hơi nhích vào trong để tu Sáng cất hành lý. Vừa cho hành lý vào thì dai đã bị dỗ một cái. Quay đầu lại đã thấy nam tử kia chỉ khoảng phía trước. Anh bạn, tôi và cô ấy là người quen nhau, cậu có thể đổi chỗ cho tôi được không vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 92 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.